Ở đây Nhân sẽ hướng dẫn cho bạn cách tháo móng ốp ha. À, tháo móng ốp ở đây thì khách hàng này sử dụng móng ốp mà mới thôi nè, bạn thấy không, mới thôi. Thì chúng ta sẽ kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra coi nó là bong tróc nhẹ chưa. À, thứ hai là chúng ta làm cái việc đầu tiên là phải cắt nó đi cho cái độ dài nó bớt bớt lại đi ha, để mình đỡ phải vướng vướng đó các bạn. À, ở đây Nhân sẽ hướng dẫn cách tháo bằng móng tiếp đó các bạn. Rồi tiếp theo Nhân sẽ khử nhẹ cái phần chân này đi. Đấy, Nhân sẽ tìm đường vô cho cái móng tiếp nè. À, Nhân sẽ khử nhẹ phần chân và Nhân sẽ sử dụng dung dịch ở đây là dung dịch tháo móng đó các bạn. Nhân sẽ chiêm vô để cho nó có trơn trơn. Nhân sẽ lấy một ít dung dịch tháo móng Nhân đặt vào đây. Cho nó chạy vào đó, trong cái góc mà hồi nãy mình vừa tháo đó ha. Mình vừa chiêm nó lên đó. Rồi móng bên cạnh cũng vậy. Mình lấy cái đầu nhọn của móng tiếp đó các bạn. Mình chiêm nó vô từ từ. Và các bạn hãy cẩn thận cầm cái ngón tay của khách thật là chặt vô. Tránh lỏng lẻo, tránh những cái đầu nhọn này đâm vô cái phần da thịt của khách, làm cho khách gây khó chịu nha các bạn. Rồi thêm cái này vô, ôi hơn dầu tháo móng. Rồi. Sau đó chúng ta đảo lại cái ngón đầu tiên, chúng ta sẽ vuốt từ từ ra. Các bạn có thể lấy kìm phá đá, các bạn gấp bớt mấy cái đá này ra trước. Ở đây có vẻ như có một miếng keo mà bữa hôm đính đá nó còn dính lên trên mặt bóng luôn. Rồi vuốt từ 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 ra nha. Khi vuốt là các bạn vịn chặt tay khách lại ha. Các bạn vuốt, các bạn lật cái móng tiếp này lên như vậy, xong rồi các bạn hãy lật cái móng tiếp này xuống và ôm sát vô bề mặt móng của khách. Mình lợi dụng cái độ sắc bén của móng tiếp mình vuốt ra, giống như là nó cắt từ 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 đi cái sự liên kết. Nó có ôi bôi trơn thì nó nhẹ hơn. Rồi đi từ 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 như vậy ha, lách ra. Có một số clip quảng cáo trên mạng nào là dùng chỉ nè, nha khoa nè, rồi dùng sợi tóc nè. Nhưng mà Nhân thấy cái đó chắc là người ta quảng cáo thôi. Chứ thật ra khi mà móng của khách mà nó đã bong tróc nhiều rồi á, thì bạn chỉ cần một cái lực tác động mà đúng á thì nó cũng ra. Còn mấy cái mà người ta quảng cáo như vậy thì nó cũng không có khả thi lắm đâu nha. Bề mặt móng hoàn toàn